Thưa quý vị, nắm tay anh Lê Huỳnh ra đây mà Jennifer run lắm. Không biết là tí nữa chị Kiều Anh có ra nắm tóc kéo tóc em hay không nữa. Anh lường trước cái vụ này rồi. Anh biết ngàn năm một thở mà lâu lâu mới được nắm tay người đẹp đi ra sân khấu. Hồi nãy bà Cảm kêu đưa viên thuốc cảm, anh đưa cho viên thuốc ngủ cực mạnh ngủ rồi.